với thủ đoạn dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi đánh tráo giấy thật mang đi chuyển nhượng cầm cố. Một nhóm đối tượng đã chiếm đoạt 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng giá trị khoảng 80 tỷ đồng. Nhóm đối tượng này thì vừa bị công an thành phố Cần Thơ bắt giữ. Đối tượng cầm đầu là Lưu Hoàng Hải, ngụ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất, bán nhà để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đem photo rồi làm giả. Sau đó đồng bọn liên hệ gặp chủ đất, giả vờ xem vị trí đất, nhà rồi tìm cách đánh tráo. Có được giấy thật, chúng chuyển nhượng cho người khác với giá rẻ hơn giá thị trường hoặc đem đi cầm cố. Đến khi bị bắt, nhóm của Hải đã thực hiện 4 vụ đánh tráo 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận Ninh Kiều và quận Cái Răng với tổng trị giá trên 80 tỷ đồng. Trong đó, 4 giấy đã bị cầm cố hoặc bán thu lợi hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, chúng còn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và Sóc Trăng.